tróng đen và dưa cỗ là một nét đặc trưng nổi bật trong lễ hội đền Dìn ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Tôi đang cùng với mọi người ở đây thiêng kiệu cá chấm đồng. Ông ơi, vì sao trong lễ hội của mình là phải dưa kiệu cá chấm đen ạ? Vì tướng quân Kiều Văn Hoán và Lê Dung Ngọc Quyền vào thế kỷ thứ 10, người bị thương về đây gặp bà Hàng và hỏi cá chấm đen để tướng quân ăn. Những khi người mệt quá, người tả thế ngay tại đền Dìn. Đây là lần đầu tiên tôi khiêng kiệu cá chấm và đi từ lúc đến giờ thì tôi đã thấy bắt đầu mỏi, đặc biệt là cái vai phải của mình đã thấy rất mỏi rồi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã về tới đền rồi. Sau đoàn kiệu cá chấm, hàng loạt các chiếc kiệu cỗ đã được rước về tới đền. Và một lát nữa thôi thì ở đây sẽ diễn ra cuộc thi chấm cỗ. Đây chính là mâm cỗ giò, từ một con lợn có thể làm ra 8 loại giò mà tôi đã cùng với người dân ở thôn Vọng làm ngày hôm qua. Mâm cỗ giò này có thể là giành vị trí được mấy ạ? Đây là các cụ trong ban chấm cỗ, những người gọi là cầm cân nảy mực. Ý nghĩa của việc tổ chức thi cỗ là gì vậy cụ? Ý nghĩa việc tổ chức là để động viên các thôn xóm đến cái ngày kỵ thánh sẽ sắm sửa đầy đủ theo cái nghi lễ. Trong ngày hội, những người dân có thể đến đây để cầu xin Đức Ngài ban tài phát lộc. Tôi thì trong năm nay có rất nhiều điều muốn cầu xin. Của họ thì đi quay phim thật nhiều hơn năm cũ. Một nghi thức hết sức quan trọng trong lễ hội đền Dìn đó là việc dâng cá chấm lên Đức Ngài. Người dân ở đây sẽ phải chọn một thanh niên vô cùng khỏe mạnh cũng như là có ngoại hình giống một anh thuyền trài. Và anh thuyền trài năm nay đấy chính là người thanh niên này. Lúc này thì thời tiết rất là lạnh, anh có cảm thấy lạnh không ạ? Trong người tôi rất ấm áp, thì đã có mọi người cùng tôi và đã có anh thần phù hộ với tôi. Người thanh niên nào được dâng cá chấm lên cho Đức Ngài sẽ gặp được rất nhiều may mắn cũng như là được ban phát tài lộc trong năm tới. Có một trò chơi dân gian thường thấy trong các dịp hội làng đó là trò tổ công điếm. Và ngày xưa thì những trò chơi này chỉ dành cho những người nhà giàu hay là những bậc quyền quý. Ăn ạ. Trò chơi này thì cần phải có một người gọi là điều khiển cuộc chơi, đấy là trung quân. Bác ngâm thơ hay quá. Bác ơi, cháu không biết là tại sao mà khi vừa chơi trò tổ tâm điếm lại vừa phải có người giao thơ, đọc thơ như bác ạ? Người trung quân là tự cái con người ta sáng kiến từ đầu óc. 120 cây bài, nó 120 bài thơ. Lễ hội nào có tổ tâm điếm thì lễ hội đó rất là vui. Tôi thì không biết chơi trò tổ tôm điếm nên tôi sẽ là người giao thơ cùng với bác, có được không ạ? Có được ạ. Quân bài mà có hình hoa đào thì khi đấy chúng ta sẽ ngâm câu thơ. Câu thơ gì bác nhỉ? Hoa đào còn đợi gió đông, vườn đào rộng mở chẳng ai thèm vào. Hoa đào còn đợi gió đông, vườn đào mở lối nhưng chưa ai vào. Hay quá, chúng ta sẽ chơi một trung quân nữa để trung quân này được. Có một điều mà tôi thấy rất thích thú là khi đến với lễ hội đền Dìn thì tôi còn được xem một số những loại hình nghệ thuật như là hát chèo, múa rối nước. Đến với lễ hội bà được xem những cái vở chèo, bà cảm thấy thế nào ạ? Ở ngày hội thì mới được đi xem, chứ còn thường thường người ta mới có mới xem. Có lẽ là người dân huyện Nam Trực rất là yêu thích múa rối nước nên là sân khấu lúc này đã chật kín rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ phải cố gắng chen vào để tìm được một vị trí tốt cho mình. Ôi, thật là khó chen. Tôi nghĩ là tôi không thể nào mà chen vào được bởi vì bây giờ rất là đông. Tôi đã thấy được vị trí tốt của mình rồi. Cuối cùng thì tôi đã tìm được một vị trí tốt cho mình, đó là ở trên cây. Tuy có hơi mạo hiểm, hơi sợ một chút, nhưng tôi nghĩ đây cũng là một trải nghiệm rất đặc biệt. Kết thúc lễ hội đền Dìn thì người dân đã phải đi tìm mua ngay cá chấm để dành cho lễ hội năm sau. Và cứ như vậy, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp luôn được gìn giữ và phát huy ở nơi đây.